Xin chào các bạn thính giả đến với kênh Radio Kết Nối. Hôm nay, kênh lại tiếp tục mang đến cho bạn một cuốn sách về chủ đề giao tiếp. Trong cuộc sống của các bạn, có phải đôi lúc chúng ta vì mối quan hệ, vì thể diện hay thậm chí là vì cả nể đối phương mà chấp nhận một lời đề nghị không? Sau đó, bạn lại hối hận về cái gật đầu đó. Có thể nói thành thật một điều rằng, từ chối là một trong những lời khó nói nhất. Chúng ta thường rất dễ nói lời đồng ý giúp đỡ người khác, nhưng để từ chối thì lại rất khó khăn. Nói lời từ chối khiến cho bạn cảm thấy mình là một người ích kỷ, không hòa đồng, thậm chí có phần hơi xấu xa. Trong tình cảm, có thể bạn sợ làm người ta buồn, sợ không còn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp nếu từ chối. Trong công việc, bạn có thể sợ nói lời từ chối sẽ mất đi cơ hội thăng tiến, mất đi sự coi trọng của lãnh đạo, vân vân. Và trong những hoàn cảnh như vậy, người ta sẽ thường có hai phản ứng. Một là bạn gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại không muốn, hoặc sau đó hối hận về quyết định của mình. Hai là thay vì thỏa hiệp, bạn lại từ chối thẳng thừng ngay lập tức. Nhưng lời từ chối này thường rất dễ làm mất lòng đối phương. Vậy làm cách nào để vừa có thể từ chối người khác nhưng vẫn nhận được sự đồng thuận và yêu mến từ họ? Bí mật này sẽ được chia sẻ trong cuốn sách ngay sau đây. Xin mời các bạn lắng nghe cuốn sách Lời từ chối hoàn hảo qua giọng đọc của Tràng Mưa. Lời nói đầu. Hãy bắt đầu nói không. Chỉ cần bị cảm lạnh thôi, con gái ông bà cũng có thể chết đấy. Bác sĩ nói thẳng với vợ chồng tôi như vậy. Vợ tôi đang bế Gabriella bé nhỏ trong tay. Chúng tôi run lên vì sợ hãi. Ngay từ khi sinh ra, cột sống của Gabriella đã có vấn đề nghiêm trọng. Và buổi gặp này với bác sĩ chỉ là khởi đầu của một hành trình dài khắp hệ thống y tế, hàng trăm lần hội chuẩn, hàng chục lần điều trị và 7 cuộc đại phẫu thuật trong vòng 7 năm. Khi hành trình của chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục, tôi vẫn còn có thể vui sướng viết rằng dù gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng Gabriella rất hạnh phúc và khỏe mạnh. Hơn 8 năm đàm phán với vô số bác sĩ, y tá, bệnh viện và các công ty bảo hiểm đã mang đến cho tôi cơ hội vận dụng những kỹ năng tìm kiếm sự đồng thuận của mình. Tôi cũng nhận ra rằng kỹ năng quan trọng mà tôi cần phải trau dồi để bảo vệ gia đình và con gái mình là cách nói không. Ban đầu, lời nói không với phong cách giao tiếp của các bác sĩ, tuy họ có ý tốt nhưng đã gây ra sự lo lắng và hồi hộp không cần thiết cho bệnh nhân và các bậc làm cha mẹ. Tiếp theo là lời từ chối với những hành vi kiểu như bác sĩ nội trú và các sinh viên y khoa đã thảo luận ầm ĩ trong phòng bệnh của Gabriella vào buổi sáng và đối xử với con gái tôi như thể con bé là một vật vô tri vô giác. Trong quãng đời làm việc của tôi, đó còn là lời từ chối những lời mời, những yêu cầu và những đòi hỏi cấp bách để dành quỹ thời gian quý giá cho gia đình hoặc nghiên cứu về những vấn đề sức khỏe. Nhưng những lời từ chối của tôi cũng cần phải nhẹ nhàng. Xét cho cùng, các bác sĩ và y tá đang nắm trong tay sinh mạng của con tôi. Chính họ đang phải chịu một sức ép nặng nề trong một hệ thống y tế không hiệu quả. Chỉ có vài phút cho mỗi bệnh nhân. Tôi và vợ cũng cần phải học cách tạm dừng trước khi phản ứng lại để chắc chắn rằng lời từ chối của chúng tôi không chỉ có sức nặng mà còn đáng được tôn trọng. Giống như tất cả các lời từ chối lịch sự khác, những lời từ chối của chúng tôi nhằm hướng đến một lời chấp thuận thuyết phục hơn. Trong trường hợp này là lời chấp thuận cho sức khỏe và tính mạng của con gái chúng tôi. Tóm lại, những lời từ chối của chúng tôi không có ý tiêu cực mà là tích cực, nhằm bảo vệ và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con và cả chúng tôi. Dĩ nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng thành công. Nhưng qua thời gian, chúng tôi đã học được cách từ chối hiệu quả. Quyển sách này nói về nghệ thuật từ chối tích cực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Xét về khía cạnh đào tạo, tôi là một nhà nhân loại học, chuyên nghiên cứu bản chất và hành vi của con người. Xét về khía cạnh nghề nghiệp, tôi là một chuyên gia đàm phán, một giáo viên, một tư vấn viên, một chuyên gia dàn xếp. Về mặt tình cảm, tôi là một người tìm kiếm hòa bình. Ngay từ khi còn nhỏ,
và chứng kiến những cuộc cãi vã bên bàn ăn trong gia đình mình. Tôi đã tự hỏi, ngoài việc cãi vã và đấu đá để giải quyết mâu thuẫn thì không còn cách nào khác hay sao? Quá trình học ở châu Âu chỉ 15 năm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, với những ký ức chiến tranh vẫn còn sống động và những vết sẹo vẫn còn nguyên hình, càng làm tôi băn khoăn hơn. Tôi lớn lên trong một thế hệ phải sống dưới những đe dọa tưởng chừng như rất xa mà lại luôn hiện hữu về một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Cuộc chiến trả lời câu hỏi về sự tồn tại của con người. Ở trường, chúng tôi đào những hầm tránh bom nguyên tử. Các cuộc trò chuyện đêm khuya với bạn bè về những dự định của tương lai chúng tôi thường kết thúc bằng việc suy đoán rằng liệu chúng tôi có tương lai hay không. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng phải có cách khác tốt hơn để bảo vệ xã hội và chúng tôi, chứ không phải là biện pháp phá hủy hàng loạt. Bây giờ, ý nghĩ đó ngày càng mạnh mẽ hơn. Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sách, nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn vào link dưới phần mô tả hoặc bình luận để mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như radio kết nối, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Nhằm tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề nan giải này, tôi quyết định trở thành một sinh viên ngành nghiên cứu mâu thuẫn của con người. Không hài lòng với vai trò chỉ là một quan sát viên, tôi mong muốn áp dụng những kiến thức mà mình đang học bằng cách trở thành một nhà đàm phán và một chuyên gia dàn xếp. Trong hơn 30 năm, tôi đã đóng vai trò như một người thứ ba, cố gắng giải quyết những mâu thuẫn từ xung đột trong gia đình đến những cuộc đình công của công nhân mỏ, những tranh chấp tập thể, rồi những cuộc chiến sắc tộc ở Trung Đông, châu Âu, châu Á, châu Phi. Tôi cũng có cơ hội lắng nghe và tư vấn cho hàng nghìn cá nhân, hàng trăm cơ quan và tổ chức chính phủ về cách thức đàm phán các thỏa thuận, thậm chí trong những tình hình phức tạp nhất. Trong quá trình làm việc, tôi đã chứng kiến nhiều nỗi đau do cuộc chiến hủy diệt gây ra. Gia đình, bạn bè tan vỡ, những cuộc đình công khiến các công ty phá sản, những vụ kiện, nhiều cơ quan giải thể. Tôi cũng từng có mặt trong những vùng chiến sự và chứng kiến sự khiếp sợ do bạo lực gây ra cho những người dân vô tội. Tôi cũng từng chứng kiến những tình huống mà lúc đó tôi ước thà xảy ra sự xung đột và kháng cự còn hơn. Đó là khi những người vợ, những đứa trẻ im lặng chịu đựng sự hành hạ, những nhân viên bị ông chủ ngược đãi, hay cả một xã hội phải sống dưới ách chế độ độc tài chuyên chế. Từ những kiến thức cơ bản mà tôi học được từ khóa học đàm phán ở trường Đại học Harvard, tôi tiếp tục sáng tạo ra những phương thức giải quyết mâu thuẫn mới. 25 năm trước, tôi và Roger Fisher cùng viết chung cuốn sách Getting to Yes, tiến tới đồng thuận, thỏa thuận bên đàm phán mà không phải nhượng bộ. Cuốn sách tập trung vào các bí quyết đạt được một thỏa thuận có lợi cho đôi bên. Theo tôi, cuốn sách này trở thành bestseller vì nó giúp độc giả nhớ lại những nguyên tắc thông thường mà có thể họ biết nhưng thường quên áp dụng. 10 năm sau, tôi viết cuốn sách Getting Past No, bỏ qua từ chối. Để trả lời câu hỏi mà độc giả của cuốn sách trước thường hỏi tôi, làm thế nào để đàm phán hiệu quả khi đối tác không hứng thú? Làm thế nào để đạt được thỏa thuận chung với những đối tác khó tính và trong những tình huống khó khăn? Trong nhiều năm qua, tôi nhận ra rằng chấp thuận chỉ là một nửa bức tranh, và thật sự, nếu có, là nửa đơn giản hơn. Một vị chủ tịch công ty, khách hàng của tôi đã từng nói, nhân viên của tôi biết cách nói vâng, đó không phải là vấn đề, nhưng họ lại thấy khó khăn hơn khi nói không. Hay như Thủ tướng Anh Tony Blair từng nói, nghệ thuật lãnh đạo không phải là nói đồng thuận, mà là nói không. Thực tế là không lâu sau khi cuốn sách Getting to Yes xuất bản, trên báo Boston Global xuất hiện một bức tranh biếm họa. Một người đàn ông mặc com lê, thắt cà vạt, đang nhờ người thủ thư tìm một cuốn sách hay về đàm phán. Người thủ thư đưa cho ông ta một cuốn sách Getting to Yes và nói đó là cuốn sách được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, người đàn ông đáp lại, thỏa thuận không phải là những gì tôi biết.
Về điểm này, tôi đã viết cuốn sách với giả định rằng vấn đề cốt lõi bên trong các xung đột chính là việc không thể đạt được sự đồng thuận. Chúng ta không biết cách đạt được thỏa thuận, nhưng tôi đã bỏ qua một số điểm cần thiết. Vì thậm chí, ngay cả khi đã đạt được thỏa thuận, thì những thỏa thuận này cũng không bền vững và không thỏa mãn cả hai bên, do khi đàm phán, cả hai bên đã tránh hoặc đơn giản hóa, trì hoãn giải quyết các vấn đề chính nằm sâu bên dưới. Tôi dần nhận ra rằng trở ngại chính không phải là không thể đạt được thỏa thuận, mà chính là trước đó không thể từ chối. Chúng ta thường không thể từ chối khi chúng ta muốn và biết rằng nên làm. Hay chúng ta từ chối nhưng lại theo cách cản trở các thỏa thuận và khiến các mối quan hệ tan vỡ. Chúng ta cam chịu, thậm chí lạm dụng những đòi hỏi vô lý, những bất công, hoặc chúng ta tiến hành những trận chiến hủy diệt mà mọi người đều sẽ là những kẻ thất bại. Thời điểm tôi cùng Roger Fisher viết cuốn sách Getting to Yes là chúng tôi đã nhận ra rằng thách thức của các xung đột đối lập nhau và nhu cầu đàm phán hợp tác đang ngày càng gia tăng trong gia đình, công sở và trên toàn thế giới. Rõ ràng là con người vẫn còn nhu cầu đạt được thỏa thuận, nhưng hiện nay, nhu cầu cấp thiết trước mắt của họ có thể là từ chối tích cực để tiếp tục ủng hộ cho những gì họ coi trọng mà không ảnh hưởng đến những mối quan hệ. Từ chối cũng quan trọng không kém đồng thuận và là điều kiện tiên quyết để nói lời đồng thuận hiệu quả. Bạn không thể đồng thuận với một lời đề nghị nếu bạn không thể từ chối những lời đề nghị khác. Ở đây, từ chối xảy ra trước đồng thuận. Cuốn sách này, Lời từ chối hoàn hảo, hoàn thành 3 bộ tác phẩm mà tôi đã viết, bắt đầu với Getting to Yes, tiếp theo là Getting Past No. Trong khi cuốn sách Getting to Yes đề cập tới việc cả hai bên đều đã đạt được thỏa thuận, cuốn Getting Past No nói về đôi bên đối tác, cách vượt qua những trở ngại của đối tác để cùng hợp tác, thì cuốn Lời từ chối hoàn hảo lại tập trung vào phía chúng ta, hướng dẫn cách khẳng định và bảo vệ quyền lợi của mình. Xét về mặt logic, tôi cho rằng cuốn Lời từ chối hoàn hảo không phải là cuốn tiếp theo của hai cuốn trước, mà là cuốn nền tảng cho hai cuốn này. Mỗi cuốn sách tuy riêng biệt nhưng lại bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Cuốn sách này không chỉ dạy kỹ năng đàm phán mà còn dạy các kỹ năng sống, vì cuộc sống là sự hòa quyện của đồng thuận và từ chối. Chúng ta nói không có thể với bạn bè, các thành viên trong gia đình, ông chủ, nhân viên, đồng nghiệp hay thậm chí là với chính mình. Từ chối hay không từ chối như thế nào quyết định đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đó có lẽ là từ quan trọng cần thiết, cần phải học để nói hiệu quả và lịch sự. Về vấn đề ngôn ngữ, tôi sẽ dùng từ những người khác khi nói đến những người hoặc những bên mà chúng ta phải nói lời từ chối, và tôi dùng đại từ họ để tránh phải nói ông hoặc bà. Tôi cũng viết hoa hai chữ đồng thuận và từ chối để khẳng định tầm quan trọng và mối liên hệ giữa chúng. Về vấn đề văn hóa, tuy là lời từ chối là một quá trình toàn cầu, nhưng ở những nền văn hóa địa phương khác nhau lại có những dạng thức khác nhau. Ví dụ một nước Đông Á thường tránh dùng từ không, đặc biệt trong những mối quan hệ thân thiết. Dĩ nhiên, ở những nước này, người ta cũng nói không, nhưng không trực tiếp. Là một nhà nhân loại học, tôi tôn trọng những sự khác biệt về văn hóa. Đồng thời tôi cũng tin rằng những nguyên tắc cơ bản trong từ chối tích cực có thể áp dụng ở mọi nền văn hóa khác nhau, tùy cách áp dụng có thể thay đổi ở mỗi nền văn hóa. Tôi xin nói thêm về hành trình học hỏi của mình. Như hầu hết mọi người, đối với tôi, nói không trong một số tình huống thật sự khó khăn. Trong cả cuộc sống gia đình, công việc, đã có những lúc tôi đồng thuận, nhưng khi hồi tưởng lại, tôi lại ước gì mình đã từ chối. Đôi khi tôi tránh né, trong khi có lẽ đã tốt hơn nếu tôi dám tích cực đối đầu với những vấn đề đó. Cuốn sách này là những gì tôi đã học được từ chính cuộc đời của tôi, cũng như những gì tôi đã chứng kiến và trải nghiệm trong suốt 30 năm cộng tác cùng các lãnh đạo, quản lý trên toàn thế giới. Tôi hy vọng các bạn, những độc giả yêu quý của tôi, sẽ học được nghệ thuật từ chối
giống như tôi đã học được khi viết cuốn sách này. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Giới thiệu: món quà lớn của từ chối. Một lời từ chối xuất phát từ sự thú tội, thật lòng, còn tốt và hay hơn một lời chấp thuận chỉ để làm vừa ý, hay tệ hơn là để tránh phiền hà. Mahatma Gandhi. Không, từ có sức nặng nhất và cần thiết nhất trong ngôn ngữ hiện đại, dường như là từ tiêu cực nhất và với rất nhiều người là từ khó nói nhất. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng đúng thì từ này sẽ chuyển biến mạnh mẽ cuộc sống của chúng ta. Một vấn đề phổ biến: hàng ngày chúng ta gặp phải những tình huống cần phải nói lời từ chối với những người mà quyết định cuộc sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng tất cả những tình huống mà chúng ta có thể nói lời từ chối trong một ngày. Trong bữa sáng, con gái bạn xin bạn mua đồ chơi mới. Không được, bạn trả lời. Con có đủ đồ chơi rồi. Nhưng bố ơi, bạn còn đứa nào cũng có mà. Liệu bạn có thể từ chối mà không cảm thấy mình là một người cha không tốt? Khi bạn đến công ty, giám đốc mời bạn vào văn phòng nói chuyện và đề nghị bạn làm việc vào cuối tuần để hoàn thành một dự án quan trọng. Đó cũng chính là ngày mà vợ chồng bạn đã mong chờ từ rất lâu để đi nghỉ cùng nhau. Nhưng người yêu cầu lại chính là ông chủ của bạn và kỳ xem xét thăng chức đang đến gần. Làm thế nào để bạn có thể từ chối mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ với ông chủ cũng như khả năng thăng tiến của mình? Một khách hàng quan trọng gọi điện đến và đề nghị bạn chuyển hàng sớm hơn 3 tuần so với kế hoạch. Bạn biết rằng việc này sẽ gây áp lực và cuối cùng có thể khách hàng sẽ không hài lòng với chất lượng công việc. Nhưng đây là một khách hàng quan trọng và họ không chấp nhận câu trả lời không. Liệu bạn có thể từ chối mà không làm hỏng mối quan hệ với khách hàng? Bạn đang tham dự một buổi họp nội bộ công ty và ông chủ đang giận dữ với một nhân viên, phê bình gay gắt công việc, thậm chí còn xúc phạm, lăng mạ cô ấy bằng những từ thô lỗ nhất có thể tưởng tượng được. Mọi người tuy im lặng, sợ hãi, nhưng mừng thầm vì người phải chịu nhục lần này là người khác chứ không phải mình. Bạn biết những hành vi này là hoàn toàn không phù hợp, nhưng liệu bạn có dám lên tiếng? Bạn về nhà và nghe tiếng chuông điện thoại reo. Đó là một người hàng xóm và cũng là bạn của bạn, đề nghị bạn làm chủ tịch hội từ thiện. Dĩ nhiên, lý do là một điều tốt đẹp. Anh có kỹ năng mà chúng ta cần. Nhưng bạn biết rằng mình đã bị ràng buộc. Liệu bạn có thể từ chối mà không có cảm giác mình thật là tồi? Rồi trong bữa tối, vợ bạn bàn về việc mẹ bạn đang định đến ở cùng với gia đình vì bà đã cao tuổi mà lại sống một mình thì không nên. Vợ bạn phản đối quyết liệt và bảo bạn gọi điện từ chối. Nhưng làm thế nào bạn có thể từ chối chính mẹ mình? Bạn xem thời sự buổi tối, toàn những tin tức bạo lực và bất công. Ở một nước xa xôi nào đó đang diễn ra nạn diệt chủng, trẻ em chết đói trong khi thực phẩm thối rữa trong nhà kho. Những kẻ độc tài nguy hiểm phát triển vũ khí phá hủy hàng loạt. Bạn tự hỏi liệu xã hội có thể nói không với những mối nguy này? Rồi trước khi đi ngủ, bạn dắt chó ra ngoài và nó bắt đầu sủa nhặng lên, khiến cho những người hàng xóm thức giấc. Bạn quát nó im đi, nhưng nó không nghe. Rõ ràng là thậm chí cả với loài chó, từ chối cũng không phải là dễ dàng. Bạn có thấy những câu chuyện này rất quen không? Tất cả những câu chuyện trên đều có chung một điểm. Để bảo vệ những gì thỏa mãn nhu cầu của bạn hay của người khác, bạn phải từ chối những yêu cầu hay đề nghị không mong muốn. Những hành vi sỉ nhục không phù hợp, những tình huống không công bằng, hệ thống không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Tại sao lại không? Tại sao lại là bây giờ? Từ lâu, lời từ chối đã là điều quan trọng nhưng chưa bao giờ lại trở thành một kỹ năng cần thiết như hiện nay. Tôi đã có cơ hội đến nhiều nơi trên thế giới, thăm hàng trăm cơ quan và gia đình ở hàng chục quốc gia, cũng như trò chuyện với hàng nghìn người. Bất cứ nơi nào tôi đến,
tôi đều nhận thấy con người đang phải sống trong những áp lực ngày càng lớn. Tôi đã gặp những giám đốc và chuyên gia luôn ngập đầu trong công việc. Tôi đã thấy nhiều người phải đấu tranh để cân bằng giữa công việc và gia đình, đặc biệt với những phụ nữ có gia đình, nhưng vẫn đi làm thì phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi cũng gặp nhiều bậc phụ huynh không có thời gian chăm sóc con cái. Nhiều trẻ em bị quá tải do có quá nhiều bài tập về nhà nên không có thời gian vui chơi thoải mái. Ở đâu, con người cũng bị quá tải và bị áp đặt. Tôi cũng nằm trong số đó. Ngày nay, nhờ cuộc cách mạng tri thức, chúng ta có thông tin và lựa chọn hơn, nhưng cũng phải quyết định nhiều hơn, có ít thời gian để quyết định hơn. Với điện thoại di động và thư điện tử, email, ở mọi lúc, mọi nơi, ranh giới giữa gia đình và công việc bị xóa dần. Các nguyên tắc dần biến mất, sức quyến rũ của ý nghĩ đi tắt đón đầu, thay đổi những chuẩn mực đạo đức ngày càng lớn. Ngày nay, với con người ở mọi nơi trên thế giới, việc xác định cũng như duy trì các ranh giới là một công việc khó khăn. Từ chối là thách thức lớn nhất ngày nay. Bẫy ba chữ T. Trong vốn từ của chúng ta, không có lẽ là từ quan trọng nhất, nhưng cũng là từ khó nói trơn tru nhất. Khi tôi hỏi những người tham gia buổi hội thảo tại Harvard và một số nơi khác vì sao nói không lại khó đến vậy, tôi thường nhận được những câu trả lời như sau. Tôi không muốn mất vụ làm ăn đó. Tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ đó. Tôi sợ họ trả thù tôi. Tôi sẽ bị thôi việc. Tôi cảm thấy áy náy, không muốn làm tổn thương họ. Cốt lõi của khó khăn khi nói lời từ chối chính là xung đột giữa thể hiện quyền lực và bảo vệ mối quan hệ. Thể hiện quyền lực, cốt lõi của việc từ chối, có thể khiến một mối quan hệ căng thẳng, trong khi bảo vệ mối quan hệ có thể khiến quyền lực suy giảm. Để giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan giữa quyền lực và quan hệ, thường có 3 cách phổ biến. Thỏa hiệp, nói đồng ý mặc dù muốn từ chối. Cách giải quyết này đề cao tầm quan trọng của các mối quan hệ, ngay cả khi phải hy sinh quyền lợi của chính mình. Đó là cách giải quyết của thỏa hiệp. Chúng ta nói đồng ý khi thực ra muốn từ chối. Thỏa hiệp thường là một lời chấp thuận không thật lòng nhằm đạt được sự yên bình tạm thời giả tạo. Tôi đáp ứng yêu cầu mua đồ chơi của con gái nhằm tránh cảm giác tội lỗi cho rằng tôi đang từ chối thứ mà con mình muốn. Nhưng tôi lại nhận ra những yêu cầu của con gái sẽ ngày càng nhiều hơn và cả hai bố con đều rơi vào vòng tròn luẩn quẩn vô hạn. Khi giám đốc đề nghị bạn làm việc vào cuối tuần, trong khi bạn đã có lên kế hoạch đi chơi cùng gia đình, bạn nghiến răng chấp thuận, sợ mình sẽ không được thăng chức cho dù bị vợ giận. Và chúng ta thường tiếp tục xoay sở dù biết mình đã quyết định không đúng. Sự thỏa hiệp chính là một lời chấp thuận phá hoại do đã xâm phạm đến lợi ích của chúng ta. Phương pháp thỏa hiệp cũng gây ra nhiều khó khăn cho các tổ chức. Chris, người tham gia một buổi hội thảo của tôi, là một ví dụ. Tôi đang cùng các đồng nghiệp trong công ty thực hiện một giao dịch lớn, giá trị 150 triệu đô la. Chúng tôi đã làm việc rất vất vả và đều nghĩ rằng mình đã làm rất tốt. Nhưng ngay trước khi hoàn thành giao dịch, tôi quyết định kiểm tra lại lần cuối cùng và phát hiện ra, về lâu dài, vụ giao dịch này sẽ không đem lại lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, mọi người lại đang rất hào hứng và nóng lòng chờ đợi giao dịch chính thức, nên tôi không thể nói ra sự thật làm công lao của mọi người đổ sông đổ bể được. Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch đó, dù biết nó không đem lại lợi ích gì. Và tôi nên nói cho mọi người biết. Dĩ nhiên, giao dịch được thực hiện và chúng tôi lo sợ. Một năm sau, tôi phải giải quyết một mớ lộn xộn do nó gây ra. Nếu bây giờ tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự, chắc chắn tôi sẽ nói ra. Đó là một bài học tốn kém, nhưng thật sự giá trị. Hãy nghĩ về nỗi lo sợ của Chris, không dám nói ra, khiến cho công lao của mọi người đổ xuống sông xuống bể. Chỉ vì mọi người rất hào hứng với giao dịch đó. Ai cũng muốn được yêu quý và chấp nhận. Không ai muốn trở thành người xấu. Chris sợ, nếu nói ra sự thật phũ phàng đó, mọi người sẽ quay trở lại, trút giận lên mình, hoặc tương tự như thế. Vì thế,
Chris tiếp tục thực hiện giao dịch đó. Và sau này cả Chris và đồng nghiệp đều thật sự hối tiếc về quyết định đó. Có câu châm ngôn rằng, một nửa khó khăn của chúng ta đều xuất phát từ việc đồng thuận trong khi nên từ chối. Đồng thuận trong khi lẽ ra nên từ chối không bao giờ đem lại lợi nhuận cho chúng ta. Tấn công từ chối thẳng thừng. Trái ngược với thỏa hiệp là tấn công. Chúng ta thể hiện quyền lực của mình mà không nghĩ đến các mối quan hệ. Nếu sợ hãi khiến chúng ta thỏa hiệp thì giận dữ lại thúc đẩy chúng ta tấn công. Chúng ta giận người khác vì hành động gây tổn thương của họ, cảm xúc bị xúc phạm vì những yêu cầu vô lý hay đơn giản là chỉ cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, chúng ta sẽ thường công kích và sau đó là tấn công. Chúng ta từ chối theo cách khiến cho người khác bị tổn thương và phá hỏng các mối quan hệ. Tôi xin trích dẫn một câu nói của Ambrose Bierce mà tôi rất thích. Nếu bạn đang tức giận mà phải phát ngôn, thì đó sẽ là bài diễn thuyết tệ nhất khiến bạn phải tiếc nuối suốt đời. Hãy xem xét những việc đã xảy ra trong một giao dịch lớn giữa chính quyền bang và một tập đoàn lớn được thuê xây dựng và vận hành hệ thống máy tính quản lý ngân sách của bang chi cho người nghèo, người cao tuổi và người ốm. Chỉ trong một quý, hệ thống này đã ngốn tới một nửa ngân sách của bang. Và đương nhiên, do lo sợ ảnh hưởng đến ngân sách, chính quyền bang đã hủy hợp đồng và tập đoàn phải bàn giao dự án cho chính quyền bang. Các quan chức giận dữ với tập đoàn. Ngược lại, các giám đốc của tập đoàn vô cùng giận dữ với chính quyền bang. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau. Thật ra, các quan chức chính quyền bang rất muốn sở hữu hệ thống máy tính cũng như các cơ sở dữ liệu của hệ thống từ phía công ty. Giá trị ước tính của hệ thống là 50 triệu đô la. Về phía tập đoàn, do không thể sử dụng hệ thống này vào mục đích khác, nên giá trị của hệ thống chỉ là 0 nếu họ không bán cho chính quyền bang. Về phía chính quyền bang, rõ ràng hệ thống này trị giá 50 triệu đô la, và nếu cho xây dựng một hệ thống khác thì còn tốn kém hơn rất nhiều và không có đủ thời gian. Thông thường, không khó để đạt được một thỏa thuận chung trong các giao dịch nếu cả hai bên đều thật sự quan tâm. Tuy nhiên, do cả hai bên đều tức giận nên từ chối tiếp tục hợp tác, đổ lỗi cho nhau trong các buổi đàm phán. Mỗi bên đều cho rằng mình đúng và công kích đối tác. Kết quả là không có hợp đồng nào cả. 50 triệu đô la tan thành mây khói. 10 năm sau, chính quyền bang và tập đoàn vẫn còn tranh chấp. Mỗi năm tốn đến hàng trăm nghìn đô la tiền án phí. Kết cục, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Nếu những khó khăn của chúng ta xuất phát từ chính việc chấp thuận, trong khi lẽ ra phải từ chối, thì từ chối thẳng thừng cũng khiến cho chúng ta lao đao không kém, như trường hợp giữa chính quyền bang và tập đoàn kia. Chúng ta đang sống trong một thế giới xung đột xảy ra khắp nơi, ở nhà, nơi làm việc và những cộng đồng rộng lớn hơn. Hãy nghĩ đến cuộc cãi vã trong gia đình, những cuộc đình công quyết liệt, những trận đấu đá trong ban giám đốc hay những cuộc chiến đẫm máu. Mỗi khi tấn công một ai đó, chúng ta thật sự muốn nói gì? Cốt lõi của xung đột xảy ra trên thế giới này, dù lớn hay nhỏ, đều là một lời từ chối. Chủ nghĩa khủng bố, mối nguy hiểm lớn của con người ngày nay là gì nếu không phải cũng là từ một lời từ chối phũ phàng? Tránh né không nói gì. Cách giải quyết phổ biến thứ ba là tránh né. Không đồng thuận cũng không từ chối, không nói gì cả. Tránh né là cách phản ứng phổ biến khi có xung đột, đặc biệt trong gia đình hay tổ chức. Bạn sợ xúc phạm đến những người khác, làm họ nổi giận và bất đồng ý kiến, nên không nói gì cả. Hy vọng vấn đề đó sẽ biến mất cho dù biết điều đó sẽ không xảy ra. Bạn ngồi ăn tối cùng với đối tác trong bầu không khí im lặng nặng nề. Bạn giả vờ như không có gì xảy ra, trong khi đang sôi lên vì giận dữ, vì hành động của đồng nghiệp. Bạn lờ đi sự bất công và lạm dụng xảy ra với những người xung quanh mình. Tránh né không chỉ gây hại cho sức khỏe, nguy cơ mắc bệnh cao áp, ung thư, mà còn gây hại cho hoạt động của tổ chức vì các vấn đề vẫn còn tiếp tục tồn tại và phát triển đến khi trở thành những cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi. Tránh né dù trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống
cũng đều khiến cho tình hình xấu hơn. Martin Luther King từng nói, cuộc sống của chúng ta kết thúc khi chúng ta im lặng trước các sự việc xảy ra. Sự kết hợp. Ba chữ T, thỏa hiệp, tấn công, tránh né, không phải là ba giải pháp riêng biệt. Thông thường, các giải pháp này có một mối liên hệ với nhau, tạo nên cái bẫy ba chữ T. Chúng ta thường bắt đầu thỏa hiệp với người khác. Sau đó, một cách tự nhiên, chúng ta bắt đầu thấy bực bội. Sau một thời gian đè nén cảm xúc, đến lúc nào đó, chúng ta đột nhiên bùng nổ và chỉ cảm thấy tội lỗi sau khi nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực của hành động bộc phát mình gây ra. Sau đó, chúng ta lại trở về thỏa hiệp hoặc né tránh, bỏ qua vấn đề và hy vọng nó sẽ biến mất. Cả ba giải pháp này đều được áp dụng trong cuộc khủng hoảng diễn ra tại Royal Dutch Shell vào tháng 4 năm 2004, khi người ta phát hiện ra công ty này đã thay đổi số liệu trong bản báo cáo, nâng lượng dự trữ dầu lên 20%. Danh tiếng của công ty bị hủy hoại, chỉ số tin tưởng giảm sút, chủ tịch công ty, giám đốc khai thác và giám đốc tài chính đều bị sa thải. Nguyên nhân là do vị chủ tịch muốn thay đổi số liệu báo cáo về lượng dầu dự trữ dựa trên số thùng dầu khai thác. Không ai có đủ can đảm để từ chối yêu cầu này, cho dù rõ ràng không thể ủng hộ. Giám đốc khai thác của Shell do chịu sức ép từ phía ngài chủ tịch nên đã phải công khai ủng hộ mặc dù ông phản đối việc này. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi một năm sau, trong bản đánh giá cá nhân, vị chủ tịch đánh giá không tốt về giám đốc khai thác và giám đốc khai thác đáp trả bằng việc viết email gửi đến mọi người. Tôi thật sự mệt mỏi với việc phải nói dối về lượng dầu dự trữ của công ty và điều chỉnh số liệu trong các sổ sách kế toán. Trong khi ngài chủ tịch tấn công, giám đốc khai thác loay hoay giữa thỏa hiệp và tấn công, thì giám đốc tài chính lại né tránh. Hy vọng xung đột sẽ biến mất. Nhưng xung đột không những không biến mất mà còn khiến tình hình xấu hơn, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả những người liên quan. Giải pháp, lời từ chối tích cực. Thật may mắn là có một cách để thoát khỏi cái bẫy này. Tuy nhiên, giải pháp này bắt buộc bạn phải đối mặt với hai khả năng. Hoặc là bạn phải sử dụng quyền lực để đạt được những gì mình muốn, hy sinh các mối quan hệ. Hoặc là bạn phải sử dụng các mối quan hệ, hy sinh quyền lực. Giải pháp này khuyên bạn nên sử dụng đồng thời cả quyền lực và mối quan hệ, đặt trong thế cùng xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Đó là cách mà John đã làm được khi anh bắt buộc phải đối đầu với người cha độc đoán, đồng thời là ông chủ của anh. John làm việc cho công ty của gia đình, tập trung cho công việc mà không có thời gian chăm sóc vợ con, thậm chí cả những ngày lễ. Cho dù khối lượng công việc cũng như trách nhiệm của John nhiều hơn hẳn các đồng nghiệp. Ba người anh em rể, nhưng cha anh trả lương cho mọi người như nhau để tránh thiên vị. Vì không muốn đối đầu với cha mình, nên John chưa bao giờ phàn nàn, cho dù trong thâm tâm anh đang rất khó chịu khi phải làm nhiều việc mà tiền lương lại không công bằng. Cuối cùng, John quyết định phải thay đổi. Lấy hết can đảm, anh quyết định nói thẳng ý kiến của mình với bố. Lúc đó, chúng tôi đang ăn tối. Tôi nói với bố tôi rằng tôi muốn nói chuyện riêng với ông. Tôi nói muốn dành thời gian cho gia đình mình trong những ngày nghỉ sắp tới. Tôi sẽ không làm việc thêm giờ nữa. Tôi muốn được trả lương xứng đáng với công việc của mình. John nói chuyện rất cương quyết nhưng vẫn rất kính trọng. Phản ứng của người cha hoàn toàn trái ngược với những điều mà John lo sợ. Bố đã nghĩ thoáng hơn những gì tôi dự đoán. Tôi đã không cố qua mặt ông. Tôi chỉ muốn tự đứng trên đôi chân của mình, chứ không dựa dẫm vào ông. Có lẽ ông đã hiểu nên ông nói tôi không phải làm việc thêm giờ nữa và chúng tôi sẽ cùng bàn bạc về tiền lương. Tôi cảm thấy ông vừa tức giận vừa tự hào. Trước đây, John đã từng giả dụ chuyện này phải thế này hoặc phải thế kia. Hoặc anh thể hiện quyền lực của mình, hoặc anh đứng về phía mối quan hệ. Vì sợ bố sẽ phản đối, anh kìm nén quyền lực của mình trong nhiều năm. Anh đã thỏa hiệp và trốn tránh. Điều mà anh học được
khi từ chối người cha là có thể sử dụng quyền lực của mình trong khi vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp đó. Đó chính là cốt lõi của một lời từ chối tích cực. Một lời từ chối tích cực có, không có. Trái ngược với một lời từ chối thông thường bắt đầu và kết thúc bằng không, một lời từ chối tích cực bắt đầu và kết thúc bằng có. Trước tiên, lời chối chính là đồng thuận với bản thân và bảo vệ những thứ quan trọng với bạn. Như John đã từng nói về động cơ của mình: tôi không làm vậy để nhận được bất kỳ một câu trả lời cụ thể nào, cho dù tôi vẫn luôn quan tâm đến những điều bố tôi nghĩ. Tôi làm vậy là vì nghĩ rằng nếu bây giờ tôi không lên tiếng thì tôi sẽ không còn lòng tự trọng nữa. Cách John thể hiện lời chấp thuận mở của mình với cha là: bố ơi, gia đình cần con và con định đi nghỉ lễ cùng với gia đình. Sau đó, John đưa ra một lời từ chối rất thực tế với những giới hạn rõ ràng: con sẽ không làm việc vào những ngày cuối tuần và những ngày lễ nữa. Anh kết thúc bằng một lời chấp thuận. Một lời mời chấp thuận, một thỏa thuận tôn trọng những yêu cầu của anh. Tôi dự định rằng chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp mới để công việc trong văn phòng vẫn ổn thỏa trong khi tôi có thời gian dành cho gia đình. Tóm lại, một lời từ chối tích cực là có, không, có. Từ có, khẳng định đầu tiên để thể hiện lợi ích. Từ không, từ chối, xác định quyền lực. Và từ có thứ hai, khẳng định, thúc đẩy mối quan hệ. Bởi vậy, một lời từ chối tích cực có thể cân bằng quyền lực và mối quan hệ nhằm phục vụ cho lợi ích. Hãy chú ý đến sự khác biệt giữa từ có đầu tiên và từ có thứ hai. Từ có đầu tiên hướng nội, một lời khẳng định lợi ích, trong khi từ có thứ hai lại hướng ngoại, một lời mời chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Mấu chốt của một lời từ chối tích cực là tôn trọng. Sự khác biệt giữa một lời từ chối tích cực với thỏa hiệp là thể hiện sự tôn trọng chính mình và những thứ quan trọng với bạn. Sự khác biệt giữa một lời từ chối tích cực với tấn công cũng là cách để bạn thể hiện sự tôn trọng của mình với người khác khi bạn từ chối yêu cầu hay hành động của họ. Lời từ chối tích cực có tác dụng vì, như John đã từng nói, bạn đứng trên đôi chân của chính mình chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Một lời từ chối tích cực có thể được ví như một cái cây. Thân cây là lời từ chối thẳng và cứng, nhưng thân cây chỉ là một phần của cái cây. Vì thế, lời từ chối cũng chỉ là một phần giữa của một lời từ chối tích cực. Rễ cây mà từ đó thân cây mọc lên là lời khẳng định đầu tiên, lời khẳng định cho những lợi ích lâu dài hơn. Các cành cây và tán lá tỏa ra từ thân cây là lời khẳng định thứ hai, lời khẳng định định hướng đến một thỏa thuận hoặc một mối quan hệ. Trái cây chính là kết quả tích cực mà bạn đang tìm kiếm. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ những cái cây. Chúng biết cách vươn cao, biết cách bám sâu rễ vào lòng đất, trong khi ngày càng cao hơn. Cây rễ sâu là tên nhà thơ William Butler Yeats dùng để gọi cây hạt rẻ. Đó là một lời từ chối tích cực, một lời từ chối kiên quyết, giống như thân cây với rễ, là một lời khẳng định sâu hơn và kết trái thành một lời khẳng định rộng hơn. Ba món quà lớn của lời từ chối tích cực. Theo các nhà hiền triết Ấn Độ cổ đại, trong vũ trụ có ba quá trình cơ bản: sáng tạo, bảo tồn và chuyển đổi. Nói lời từ chối rất quan trọng với cả ba quá trình này. Nếu bạn biết cách từ chối khôn ngoan và khéo léo, bạn có thể tạo ra những gì mình muốn, bảo vệ những gì bạn coi trọng và thay đổi những thứ không còn đúng nữa. Đó chính là ba món quà lớn từ một lời từ chối tích cực. Tạo ra những gì bạn muốn. Hàng ngày, chúng ta đều phải đối mặt với những lựa chọn dù lớn dù nhỏ. Thậm chí chấp nhận một lựa chọn nghĩa là phải từ chối các lựa chọn khác. Chỉ bằng cách từ chối, chúng ta mới có thể đạt được thỏa thuận trong cuộc sống với những người và những hoạt động thật sự quan trọng với mình. Đây là một bí mật ngược đời. Bạn không thể thật sự đồng thuận khi bạn chưa thật sự từ chối.
Tôi đã sớm học được bài học này từ một nhà đầu tư nổi tiếng và đặc biệt thành công, Warren Buffett. Trong bữa ăn sáng, ông đã tiết lộ với tôi bí mật giúp ông thành công là khả năng từ chối. Tôi ngồi ở đây cả ngày và xem xét các đề án đầu tư. Tôi nói không, 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 không. Đến khi tôi nhìn thấy một đề án thật sự là cái mình đang tìm kiếm. Và sau đó tôi đã nói đồng thuận. Tất cả những gì tôi phải làm là nói đồng thuận một vài lần trong đời và tôi đã thành công. Mọi thỏa thuận quan trọng đều phải trải qua hàng nghìn lời từ chối. Từ chối là từ quan trọng để xác định được trọng tâm chiến lược. Ví dụ về hãng hàng không Southwest, hãng hàng không thành công nhất Hoa Kỳ và cũng là hãng đầu tiên phục vụ hàng không giá rẻ trên thế giới. Bí mật của hãng chính là đưa ra lời từ chối tích cực với khách hàng để có thành công và lợi nhuận. Khẳng định đầu tiên, chiến lược của hãng là không đặt chỗ trước, không phục vụ bữa ăn nóng, không chuyển hành lý trong các chuyến bay nội địa, không triển khai ba dịch vụ này, những dịch vụ được xem là vì lợi ích khách hàng, nên các máy bay của hãng có chu kỳ quay vòng sân bay rất nhanh. Chiến lược này cũng giúp cho Southwest có giá vé hợp lý, một lịch trình bay tiện lợi với nhiều chuyến bay, những dịch vụ được khách hàng đánh giá cao. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Bảo vệ những gì bạn coi trọng. Hãy nghĩ về tất cả những điều quan trọng với bạn. Hạnh phúc cá nhân, sự an toàn của người bạn yêu thương, thành công của công ty, an ninh quốc gia và nền kinh tế vững mạnh. Hầu hết mọi thứ chúng ta quan tâm đều có thể bị ảnh hưởng hay đe dọa từ hành vi của người khác. Một lời từ chối tích cực có thể giúp chúng ta thiết lập, duy trì và bảo vệ những ranh giới sống còn. Cá nhân, công ty và xã hội. Những ranh giới cần thiết để bảo vệ những gì chúng ta coi trọng. Hãy xem cách một số bà mẹ ngăn chặn bạo lực thanh thiếu niên đang ngày càng trở nên phát triển mạnh ở Los Angeles. Ban đầu, do cảm thấy hoàn toàn bất lực, các bà mẹ này tìm kiếm sức mạnh trong những lời cầu nguyện. Một buổi tối, từ nhà thờ trở về, họ gặp một đám thanh niên đang chuẩn bị đánh nhau. Họ nói chuyện với đám thanh niên, coi chúng như con cháu của mình, mời chúng uống nước ngọt và ăn bánh kẹo, lắng nghe những lời tâm sự của chúng. Thật ngạc nhiên, những chàng trai trẻ tuổi đó đã không đánh nhau đêm hôm đó. Vì thế, đêm hôm sau, những bà mẹ lại đi ra đường và cứ thế hết đêm này đến đêm khác. Sau đó các bà mẹ mở cửa hàng kinh doanh nhỏ và mời các thanh niên đến đó làm việc cũng như giải quyết những xung đột giữa họ. Bạo lực ở khu vực đó giảm hẳn. Bí mật của các bà mẹ đó là một lời từ chối tích cực. Khẳng định đầu tiên của họ là hòa bình và an toàn. Họ từ chối bạo lực và khẳng định mong muốn giúp đỡ các thanh niên trẻ tìm được những việc làm và có được lòng tự trọng. Thay đổi những cái không còn đúng. Mọi sự thay đổi, dù là thay đổi tổ chức ở cơ quan, thay đổi cá nhân ở gia đình hay thay đổi kinh tế, chính trị ở xã hội, đều bắt đầu bằng việc từ chối có chủ định hiện trạng ban đầu. Bạn có thể từ chối thói tự mãn và trì trệ trong công việc, sự dối trá và lạm dụng trong gia đình hay những bất công, bình đẳng trong xã hội. Một gia đình có người con trai đã làm hỏng cuộc đời của chính mình và cả gia đình do một thói quen nghiện cờ bạc. Một ngày, bố mẹ và anh em của anh ấy quyết định phải cùng nhau can thiệp. Họ nói với anh rằng anh rất quan trọng với những người trong gia đình. Khẳng định đầu tiên. Sau đó khuyên anh không nên chơi cờ bạc nữa. Từ chối. Nếu không, mọi người sẽ không còn ủng hộ anh. Họ khuyên anh nên tham gia vào một chương trình điều trị tại cộng đồng cho những người có máu đỏ đen. Khẳng định thứ hai. Đối mặt với những lời từ chối tích cực này, anh đồng thuận và chấp nhận điều trị, và cuối cùng đã cai nghiện thành công. Ngoài việc giúp bạn từ chối người khác, phương pháp từ chối tích cực này còn có thể giúp cho bạn từ chối chính mình. Hầu như, mọi người sẽ có lúc phải đối mặt với thách thức từ chối những cám dỗ
và những hành vi tự phá hoại như ăn nhiều, uống nhiều hay tiêu quá tay. Chúng ta thường phản ứng lại bằng cách thích nghi với những lời cám dỗ đó, tấn công chúng bằng hành động tự phán xét bản thân, hoặc cũng có khi chỉ đơn giản là tiếp tục né tránh những gì đang diễn ra. Học cách từ chối tích cực với chính bản thân mình, bảo vệ những lợi ích cao cả hơn, trong khi vẫn tôn trọng và đồng cảm chính mình, là cách hiệu quả giúp thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn. Cách đọc cuốn sách này. Phương pháp từ chối tích cực mang một ý nghĩa lớn. Đôi khi chúng ta hiểu nhưng hiếm khi áp dụng vào thực tế, bởi chúng đi ngược lại với những phản ứng thông thường khi chúng ta muốn từ chối. Cuốn sách này với những ví dụ thực tế có thể giúp cho mọi người bảo vệ chính mình mà không ảnh hưởng đến những mối quan hệ quan trọng. Cuốn sách bao gồm 3 phần chính. Phần đầu đề cập đến sự chuẩn bị cho một lời từ chối tích cực. Phần 2 giải thích cách từ chối tích cực. Và phần 3 hướng dẫn bạn cách thực hiện. Cách biến sự phản đối của người khác thành sự ủng hộ. Mỗi phần đều rất cần thiết cho thành công của bạn. Mỗi phần lại có 3 chương nhỏ. Chương 1 tập trung vào thỏa thuận cơ sở. Chương 2 chú trọng đến việc lời từ chối yêu cầu và hành vi của người khác. Chương 3 đưa ra giải pháp để đạt kết quả tích cực. Điều đầu tiên, phải chuẩn bị cho lời từ chối tích cực, thể hiện khẳng định, nhấn mạnh từ chối và chuẩn bị thỏa thuận. Sau đó, đưa ra lời từ chối tích cực, thể hiện khẳng định, kiên quyết từ chối và đưa ra thỏa thuận. Cuối cùng, rất quan trọng, phải thực hiện đúng lời từ chối tích cực, khẳng định đúng, nhấn mạnh vào từ chối và đàm phán thỏa thuận. Các bạn sẽ thu lại được nhiều lợi ích khi đọc cuốn sách này nếu bạn luôn ghi nhớ ít nhất một tình huống trong cuộc sống mà bạn muốn từ chối. Qua từng chương với những hướng dẫn cụ thể các quá trình của từ chối tích cực, tôi hy vọng bạn có thể áp dụng chúng vào hoàn cảnh của mình để tạo ra một chiến lược hiệu quả. Từ chối là một tình huống khó xử mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày ở nhà, nơi công sở, trong xã hội. Những thứ bạn coi trọng như hạnh phúc gia đình, thành công trong sự nghiệp, sức khỏe của cộng đồng thường cản trở bạn từ chối. Với phương pháp từ chối tích cực, bạn có thể dễ dàng giải quyết những tình huống đó vì phương pháp này đưa ra giải pháp bảo vệ chính mình mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ. Cho dù với bạn, để nói lời từ chối rất khó, nhưng bạn có thể thực hiện được quy trình 3 bước rất đơn giản này và nâng cao kỹ năng với sự kiên nhẫn, luyện tập và nỗ lực. Khi bạn nắm được nghệ thuật từ chối tích cực, bạn có thể đón nhận được món quà lớn nhất. Đó chính là tự do được là chính mình và làm những việc mình muốn. Giai đoạn 1. Chuẩn bị từ chối. Bước 1. Khám phá điều bạn đồng thuận. Có lẽ sai lầm lớn nhất chúng ta mắc phải khi từ chối bắt đầu chính là lời từ chối. Lời từ chối của chúng ta xuất phát từ sự không ủng hộ những yêu cầu hoặc hành động của người khác. Để có được một lời từ chối tích cực, chúng ta phải thực hiện những điều hoàn toàn trái ngược. Đặt từ chối vào những điều mình đồng thuận, thay vì bắt đầu bằng từ không, hãy bắt đầu bằng từ có. Đưa ra lời từ chối căn cứ vào một sự đồng thuận sâu sắc hơn, đồng thuận với chính mối quan tâm căn bản của bạn và những điều thật sự quan trọng. Tôi học được bài học này từ một người họ hàng của tôi, một người nghiện rượu nặng và trong tai nạn ô tô đã suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và những người khác. Anh đã rất nhiều lần cai rượu nhưng chưa lần nào thành công. Ở tuổi 60, khi không còn ai hy vọng anh có thể bỏ rượu được nữa, chính anh lại có nghị lực để cai rượu. Bí mật là gì? Anh nói, khi tôi có đứa cháu đầu tiên, tôi muốn sống lâu hơn để chứng kiến nó trưởng thành. Đó chính là động lực giúp tôi cai rượu. Hơn 15 năm nay, tôi chưa uống một giọt rượu nào. Mong muốn được nhìn thấy, chơi đùa và chứng kiến cháu trưởng thành đã thúc đẩy anh bỏ rượu. Câu chuyện của anh minh chứng cho một sự thật ngược đời diễn ra hàng ngày.
sức mạnh từ chối xuất phát từ chính sức mạnh của những gì bạn đồng thuận. Những gì bạn đồng thuận là mục đích sâu xa khiến bạn từ chối. Bước đầu tiên của phương pháp này là khám phá điều bạn đồng thuận đằng sau từ chối của bạn. Càng đi sâu vào động lực chính, thỏa thuận của bạn càng thuyết phục và lời từ chối càng dứt khoát. Từ phản ứng lại đến chủ động phản ứng. Trở ngại lớn nhất để từ chối thành công không phải xuất phát từ người khác mà từ chính chúng ta. Xu hướng bản năng của chúng ta là phản ứng lại, phản ứng với cảm xúc mạnh nhưng lại không có mục đích rõ ràng, và lời từ chối của chúng ta cũng có xu hướng phản ứng lại. Chúng ta chấp thuận thỏa hiệp để thoát khỏi nỗi sợ hãi và tội lỗi. Chúng ta tấn công để thoát khỏi sự giận dữ. Chúng ta né tránh để thoát khỏi sợ hãi. Để thoát khỏi bẫy này, chúng ta cần phải chủ động phản ứng, hướng về phía trước và có mục đích. Thách thức này được thể hiện rất sinh động trong một câu chuyện cổ của Nhật về một samurai và một người đánh cá. Một hôm, vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: "Tôi xin lỗi, những năm vừa qua thật dở tệ. Tôi không có đồng nào để trả ngay." Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: "Tôi cũng đã học võ và sư phụ khuyên tôi không nên đánh nhau khi đang tức giận." Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. "Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Đôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ. Và lúc đó, chỉ cần thiếu một xu thôi, chắc chắn ta sẽ giết ngươi." Vị samurai trở về khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ. Nhưng ông rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai. Nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: "Đừng hành động khi đang giận dữ." Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức giấc ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy. Hóa ra đó chính là mẹ ông. Ông gào lên: "Chuyện này là sao vậy? Suýt nữa con đã giết cả hai rồi đấy." Vợ ông giải thích: "Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của Trang để dọa chúng." Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. "Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa." Người đánh cá phấn khởi nói: "Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi." Vị samurai trả lời: "Ngươi đã trả nợ rồi." Khi muốn nói lời từ chối, hãy nhớ đến bài học của vị samurai: đừng hành động khi đang tức giận hoặc có những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi hay tội lỗi. Trong tình huống này, hãy thở sâu, tập trung vào mục tiêu, sự thỏa thuận. Tự hỏi xem mình thật sự muốn gì và điều gì thật sự quan trọng. Nói cách khác, chuyển từ phản ứng tập trung vào từ chối sang chủ động phản ứng tập trung vào thỏa thuận. Chương này giúp bạn vạch ra một quy trình, giống như vị samurai đã làm. Bạn đã bắt đầu bằng cách dừng lại và trấn tĩnh. Sau đó, hãy tự hỏi chính mình tại sao. Tại sao bạn lại muốn nói lời từ chối? Lợi ích sâu xa, nhu cầu, giá trị của bạn là gì? Khi bạn đã có câu trả lời, bạn có thể định hình được những điều bạn đồng thuận của mình với ý định bảo vệ những điều quan trọng nhất với bạn. Khoan, hãy đi ra ban công. Chúng ta sẽ không thể gây ảnh hưởng lên người khác nếu trước tiên chúng ta không tự kiểm soát được các phản ứng và tình cảm tự nhiên của mình. Khi chúng ta muốn từ chối một thái độ khó chịu hay một yêu cầu không chính đáng, đương nhiên là chúng ta cảm thấy bực mình. Nhưng sự giận dữ có thể khiến con người mù quáng. Khi từ chối vội vàng, giận dữ và đôi khi thái quá, chúng ta dễ dàng mất đi những lợi ích có thể có. Quá sợ hãi có thể cản trở chúng ta theo đuổi mục tiêu của mình. Hãy thử tưởng tượng xem phản ứng của người khác thế nào khi chúng ta từ chối. Họ sẽ nghĩ thế nào
về chúng ta hay làm gì với chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra với mối quan hệ đó, với công việc đó và quyền lợi của chúng ta? Chúng ta thấy tê liệt vì sợ. Chúng ta điều chỉnh các phản ứng và từ bỏ cái mình cần. Những điều tội lỗi cũng gây ra một tác động tương tự. Tôi là ai mà có quyền từ chối? Tôi không có quyền đòi hỏi cho riêng mình. Nhu cầu của họ quan trọng hơn của tôi. Sự giận dữ có thể khiến người ta mù quáng. Nỗi sợ hãi có thể khiến người ta tê liệt. Và tội lỗi có thể khiến người ta yếu đuối. Vì thế, thử thách đầu tiên mà ta phải đối mặt là con người bên trong mỗi chúng ta. Hãy nhớ lại, ví dụ về John. Người đàn ông đã từ chối người cha độc đoán và là chủ của anh. John đã nói, tôi không muốn chống lại bố tôi. Tôi chống lại nỗi sợ hãi của mình. Về cơ bản, mọi nỗi sợ hãi hầu như không còn khi tôi nói chuyện ấy với ông. Đó là điểm mấu chốt. Trước khi bạn từ chối thì hành động đứng lên phản kháng đã có trong bạn rồi. Hành động bên trong này của bạn bắt đầu bằng việc ngừng lại. Việc ngừng lại rất quan trọng vì nó ngăn không để cho bạn phản ứng tự nhiên, cho bạn thời gian để suy nghĩ và do đó sẽ giúp bạn khám phá ra sự đồng thuận của mình. Bạn có thể ngừng lại một giây, một giờ hay một ngày hoặc bao lâu cũng được. Vấn đề là dừng lại và sau đó phải có trách nhiệm về hoàn cảnh khi từ chối. Tôi thích sử dụng phép ẩn dụ đi ra ban công. Ban công được hiểu là một trạng thái tâm lý khác mà bạn có thể có bất kỳ lúc nào mình muốn. Hãy tưởng tượng bạn đang là một diễn viên trên sân khấu và sắp sửa nói lời thoại từ chối. Giờ thì tưởng tượng bạn đang ở trên ban công nhìn ra sân khấu, nơi bạn có thể dễ dàng nhìn mọi thứ từ xa. Đây là nơi có tầm nhìn rộng, yên tĩnh và quang đãng. Từ ban công, việc khám phá ra sự đồng thuận đằng sau lời từ chối của bạn dễ dàng hơn nhiều. Tôi đánh giá cao bài học này khi tôi được đề nghị điều hành một cuộc thảo luận gay go giữa các nhà lãnh đạo Nga và Chechnya vào giữa những năm 1990 về việc chấm dứt cuộc chiến ở Chechnya. Buổi thảo luận này diễn ra ở Peace Palace, The Hague, trong cùng một phòng hội thảo sử dụng cho Tòa án Quốc tế về tội phạm chiến tranh ở Nam Tư Cũ. Phó Tổng thống Chechnya bắt đầu bài diễn thuyết bằng cách đưa ra một loạt các cáo buộc người Nga. Ông nói rằng họ nên ở trong văn phòng đó vì họ sẽ sớm bị xét xử vì tội ác chiến tranh. Sau đó, ông ta quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi và bắt đầu công kích. Người Mỹ các ông đã hậu thuẫn cho người Nga phạm tội ác chiến tranh. Hơn nữa, các ông đang vi phạm quyền tự quyết của người dân Puerto Rico. Khi ông ta tiếp tục lời cáo buộc, những người khác ngồi quanh bàn nhìn xem tôi sẽ đáp lại thế nào. Tôi sẽ từ chối lời cáo buộc này thế nào. Tôi cảm thấy mình đang ở thế phòng thủ và bị rối trí. Tôi nghĩ mình không thích cuộc nói chuyện diễn ra theo chiều hướng này. Tại sao ông ta lại công kích mình? Mình chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Puerto Rico. Tôi biết gì về Puerto Rico? Tôi bình tĩnh trở lại. Tôi có nên đáp lại tương tự không? Tôi có nên im lặng không? May mắn thầy, quãng thời gian để phiên dịch đã cho tôi cơ hội đi ra ban công. Tôi hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh. Mục đích của chúng tôi là mang lại hòa bình cho người dân ở Chechnya và Nga. Đó là lời đồng thuận của tôi. Trên cơ sở đó, tôi sẵn sàng để nói lời từ chối với kiểu nói buộc tội mà chẳng dẫn tới đâu. Khi đến lượt tôi trả lời, tôi chỉ đơn giản nói với Phó Tổng thống Chechnya. Tôi thấy lời chỉ trích của ông nhằm vào đất nước tôi và tôi coi đó là một dấu hiệu cho thấy chúng ta là bạn bè và có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi biết người dân đất nước ông đang phải chịu đựng cùng cực. Những gì chúng tôi có thể làm ở đây là để tìm ra một biện pháp ngăn chặn những nỗi đau và đổ máu ở Chechnya. Chúng ta hãy cùng nhau tiến đến một bước đi thực tế có thể thực hiện ngay hôm nay. Cuộc thảo luận quay lại đúng quỹ đạo. Đi ra ban công đã tạo điều kiện cho tôi tìm ra lời đồng thuận của mình. Nên có một quãng thời gian tạm ngưng. Ngày nay, nguồn tài nguyên khan hiếm
nhất là thời gian suy nghĩ. Hãy tìm lấy cơ hội đi ra ban công bất cứ khi nào có thể để suy ngẫm về lời đồng thuận của mình. Nếu bạn có một quãng thời gian, những câu nói sau đây có thể rất hữu ích với bạn. Ví dụ, khi người khác đòi hỏi không thỏa đáng, bạn có thể nói: "Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải là lúc thích hợp để nói về điều này. Hãy nói về nó vào buổi chiều nay nhé. Hãy để tôi suy nghĩ về nó và tôi sẽ trả lời bạn vào ngày mai. Tôi cần phải thảo luận với đồng nghiệp đã. Để tôi gọi điện kiểm tra cái này trước đã." Nếu người kia cư xử không đúng mực, bạn có thể dùng những câu như: "Tại sao chúng ta không ngừng lại và nghỉ ngơi một chút? Nghỉ 5 phút nhé. Tôi cần lấy một cốc cà phê khác. Anh không phiền chứ?" À chốc, một người bạn Tây Tạng của tôi đã có lần bảo với tôi: "Có và không là những câu nói rất quan trọng. Nhưng còn có một câu khác đôi khi cũng thật sự quan trọng là đợi một lát." Đôi khi bạn không biết làm thế nào để nói có hay không. Câu trả lời tốt nhất là đợi một lát. Nó cho bạn có thời gian để quyết định. À chốc nói đúng, khôn ngoan hơn là nên đợi một lát trước khi nói không. Trong khi câu giờ, hãy ra khỏi phòng một lát. Dùng quãng thời gian đó để nghĩ hay thảo luận với đồng nghiệp. Hãy tưởng tượng có một khách hàng ép bạn phải giao hàng vào một ngày mà bạn nghĩ rằng sẽ không kịp. Trước mặt ông ta, bạn có thể tỏ ra đồng thuận. Nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, bạn nhận ra đó là một sai lầm nghiêm trọng. Hãy cho mình cơ hội xem xét trước khi trả lời. Nó sẽ tạo ra một sự khác biệt giữa việc có, gượng gạo và nói không chủ động. Nếu bạn cảm thấy khó chịu hay sợ hãi, hãy đi dạo một lát hoặc thực hiện bất kỳ bài tập thể dục ưa thích nào. Hãy cho cơ bắp vận động và trái tim đập mạnh hơn. Chúng sẽ giúp cho bạn giải tỏa nỗi bực bội và sợ hãi khi bạn phải nói không. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Hãy lắng nghe cảm xúc. Điều khiến chúng ta phản ứng chính là do tâm trạng tiêu cực của mình. Cứ sợ hãi và cảm giác làm sai vì điều gì đó khiến cho chúng ta dễ dàng thỏa hiệp và né tránh. Trong khi cơn giận khiến chúng ta công kích người khác. Việc thể hiện cảm xúc chỉ hữu hiệu khi đang theo đuổi mục tiêu của mình. Trái lại, kiềm chế cảm xúc không có tác dụng, vì đó chỉ đơn thuần là chôn giấu nó, chứ không làm nó biến mất và nó sẽ lại xuất hiện không đúng lúc. Nhưng có một cách thứ ba để giải quyết tâm trạng của chúng ta, ít xúc động hơn việc thể hiện ra và cũng ít ức chế hơn việc kìm nén. Phải biết được cảm xúc của mình và khi đó bạn có thể kiểm soát được chúng chứ không phải chúng kiểm soát bạn. Cách hiệu quả nhất để xử lý tâm trạng tiêu cực của bạn không phải là thể hiện ra mà là lắng nghe chúng. Hãy xem xét ví dụ về một người bạn của tôi. Cô rất vất vả thuyết phục cô con gái 3 tuổi đến trường mẫu giáo. Cứ đến giờ đi học, cô bé lại giận dỗi và gây chuyện òm tỏi, khăng khăng đòi ở nhà. Người mẹ không biết nói thế nào để cô bé nghe theo. Người mẹ cảm thấy sầu não, bực bội, có lỗi, tức giận và chán nản. Cô ở giữa trạng thái kiên quyết không rõ ràng và tỏ ra tức giận với con gái. Một ngày, người mẹ thực hiện một phương pháp khác. Cô chuẩn bị thời gian để nói không và nói chuyện với bạn bè về cảm giác của mình. Với sự giúp đỡ của bạn bè, cô nhận ra được nguyên nhân lo lắng của mình là do nhu cầu dành tình yêu cho người thân của mình. Cô nhận ra mình lo lắng về việc đứa con tới trường xuất phát từ cảm xúc của chính bản thân khi mẹ cô bỏ mặc cô hồi còn bé. Từ khi cô biết là mình yêu con gái và việc gửi con đến trường không phải là bỏ mặc nó, cô cảm thấy thảnh thơi và không còn cảm giác lo lắng nữa. Ngày hôm sau, cô nói không với việc con gái cứ khăng khăng đòi ở nhà. Hôm nay con sẽ đến trường. Không chần chừ, cô rất nghiêm túc, chỉ là thông báo một sự thật hiển nhiên. Cô ngạc nhiên khi thấy con gái không hề phản đối hay giận hờn. Cô bé lẳng lặng tự nguyện đi đến trường. Khi bạn biết được tâm trạng của mình bắt nguồn từ những điều sâu thẳm, một sự thay đổi nho nhỏ sẽ xảy ra.
như trường hợp của cô bạn tôi. Khi bạn thật sự hiểu được thông điệp ẩn giấu trong tâm trạng mình, những cảm xúc lắng xuống và bạn trở nên bình tĩnh hơn, tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn. Khi bạn đã thật sự lắng nghe các cảm giác của mình, bạn không cần phải thể hiện ra nữa. Hãy bắt đầu bằng việc gọi tên nỗi sợ hãi, cơn giận hay cảm giác có lỗi của bạn. Hãy nhìn nhận chúng như là cách để phản ứng tự nhiên trước những đòi hỏi hay cách ứng xử của người khác. Hãy lắng nghe chúng theo cách mà bạn lắng nghe một người bạn thân. Hãy để chúng thổ lộ hết với bạn. Hãy luôn để ý tới tâm trạng của mình, như thể bạn đang là một nhân chứng trung lập. Tôi nhận thấy trong mình có cảm xúc giận dữ. Bạn không phải lạnh lùng hay xa cách, chỉ đơn giản là nghiên cứu cảm xúc của mình với sự thích thú và quan tâm như một người bạn. Kể cho người bạn đó nghe hay ghi nó ra một tờ giấy cũng là một cách tốt. Hãy nghĩ về mình như thể đang làm chủ hay trải qua những cảm xúc đó hơn là đang ở trong trạng thái đó. Hãy xem xét sự khác biệt giữa tôi đang bực bội và tôi thấy trong người có cảm giác bực bội. Trạng thái trước đó chính là tâm trạng của bạn. Bạn đang bực mình. Khi bạn ở trạng thái tâm lý đó, tự nhiên bạn dễ bị thôi thúc thể hiện ra. Trái lại, tự có cho phép bạn trải qua trạng thái đó mà không có cảm giác đang có nó. Bạn tự làm chủ cảm giác đó. Chúng không điều khiển được bạn. Luôn hỏi tại sao. Khi bạn đã kiểm soát được tâm trạng của mình, bạn có thể tiếp tục khám phá các động lực thúc đẩy để nói không. Một kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả là luôn tự hỏi mình câu hỏi thần kỳ, tại sao? Khám phá mối quan tâm của bản thân không là một câu trả lời chắc nịch, thể hiện điều mà bạn không muốn. Mối quan tâm, trái lại, là điều bạn muốn, ao ước, khát khao và có liên quan tới câu nói không ẩn phía sau. Ví dụ như, bạn không đồng thuận với việc hút thuốc trong văn phòng là vì bạn muốn có một bầu không khí trong lành và một buồng phổi khỏe mạnh. Mối quan tâm là một nhân tố tác động thầm lặng sau sự không đồng tình của bạn. Mối quan tâm, nói cách khác, là lời đồng tình với chính bản thân bạn. Hãy nghĩ chính xác những gì mà bạn có thể nói không. Đâu là những yêu cầu và đòi hỏi mà bạn không chấp nhận? Đâu là cách cư xử mà bạn thấy bất lịch sự hay xúc phạm? Hãy hình dung chính xác và rõ ràng trong đầu. Bây giờ hãy tự hỏi mình, điều gì cần ẩn giấu đằng sau lời nói không? Câu trả lời không phải lúc nào cũng rõ ràng. Chúng ta luôn biết rõ quan điểm của mình, nhưng không phải lúc nào cũng tìm hiểu xem điều mình muốn là gì. Tôi nhớ trong một lần tham gia vào một phiên dàn xếp, tôi có vài ngày làm việc với những lãnh đạo của một phong trào ly khai. Họ đã chiến đấu 25 năm vì độc lập cho dân tộc. Nói cách khác, họ đã đưa ra lời nói không rất dõng dạc và dứt khoát. Câu hỏi đầu tiên mà tôi dành cho họ là: tôi hiểu quan điểm của các ông độc lập, nhưng hãy cho tôi biết về điều các ông muốn. Nói cách khác, tại sao các ông muốn độc lập? Các ông hy vọng nền độc lập sẽ mang lại điều gì? Sau đó là một sự im lặng kéo dài. Họ đã rất vất vả để trả lời câu hỏi đó. Những người lãnh đạo biết rất rõ quan điểm của họ, nhưng sự thật là họ không thể nói rõ về điều mình muốn. Liệu có phải mối quan tâm chính của họ là kinh tế, một phần chia công bằng cho tài nguyên thiên nhiên chủ phú của khu vực? Đó có phải là chính trị? Có thể tự mình xử lý công việc và bầu một quốc hội riêng? Đó có phải là vấn đề an ninh? Có thể bảo vệ người dân khỏi những mối đe dọa? Điều họ thật sự muốn là gì? Và thứ tự ưu tiên như thế nào? Họ đã chiến đấu nhiều năm, hàng nghìn người đã chết, nhưng họ vẫn chưa suy nghĩ thấu suốt và có hệ thống về việc tại sao họ lại chiến đấu. Việc tìm hiểu sâu xem quan điểm của mình như thế nào giúp bạn biết được điều mình muốn. Và việc luôn tự hỏi tại sao không đơn thuần chỉ là việc luyện tập theo lý thuyết. Rất khó để có thể thỏa mãn nhu cầu của bạn nếu như bạn không chắc chắn về chúng. Những người lãnh đạo ở trên, họ tự công nhận hầu như không có khả năng biến quan điểm độc lập của mình thành sự thật bằng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, bằng một biện pháp ôn hòa,
họ có thể có cơ hội giành được sự công nhận, quyền tự chủ và kiểm soát các nguồn tài nguyên thông qua một hiệp ước, tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ mà họ tin chắc mình sẽ chiến thắng. Việc kiểm soát được tình hình chính trị ở đó sẽ khiến họ tiến xa hơn trên con đường đến mục tiêu giành độc lập. Biết được điều sự thật mong muốn ẩn giấu bên dưới quan điểm của mình có thể giúp họ có được một thỏa ước hòa bình với đối phương. Việc luôn tự hỏi mình câu hỏi tại sao là rất cần thiết, vì điều này mang lại cho bạn khả năng nói không hiệu quả. Không phải là quan điểm của bạn, mà là điều ẩn sau đó. Điều bạn muốn, câu trả lời có. Nên nhớ rằng, câu trả lời không mang lại 3 món quà tuyệt vời, có thể giúp bạn nhận thức được điều mình muốn. Hãy tự hỏi mình, tôi đang mong muốn làm được điều gì qua việc nói không? Còn những việc gì khác, hay người nào khác mà tôi muốn nói đồng thuận không? Tôi đang mong muốn che giấu điều gì qua việc nói không? Điều nào mà tôi muốn nhất sẽ bị đe dọa nếu tôi nói không, hay chỉ đơn giản là tiếp tục chịu đựng cách đối xử của người khác? Tôi đang mong muốn thay đổi điều gì qua việc nói không? Có gì không ổn trong cách cư xử hay tình hình hiện giờ, và điều gì sẽ được cải thiện nếu cách cư xử hay tình hình đó thay đổi? Hãy khám phá điều bạn cần. Việc tìm hiểu rõ tham vọng của mình là rất hữu ích. Khi bạn liệt kê những điều mình muốn, thật sự là bạn đang liệt kê những điều mình thích, những mối quan tâm trong đời sống thường nhật. Chúng ta muốn văn phòng của mình thật tiện nghi, các vụ làm ăn phải có lãi, kỳ nghỉ phải thật thoải mái, giá cả thì phải chăng. Nếu tìm hiểu sâu hơn, ta sẽ thấy sau những ham muốn này là một tham vọng, nhu cầu của chúng ta. Nhu cầu là ngọn nguồn thôi thúc, tác động đến cách cư xử của con người. 5 nhu cầu cơ bản nhất của con người là sự an toàn và tồn vong, đồ ăn thức uống và nhu yếu phẩm khác, người thân và tình thương, sự tôn trọng và ý nghĩa, tự do và làm chủ vận mệnh của mình. Những nhu cầu cơ bản của con người nằm ẩn giấu bên trong cách cư xử thường nhật. Hãy tưởng tượng cấp trên yêu cầu bạn làm việc cả những ngày cuối tuần trong 3 tuần liên tục, và bạn muốn từ chối vì chồng bạn có một kế hoạch đi chơi xa. Điều bạn muốn, bạn nghĩ tới đầu tiên là đi chơi xa theo đúng kế hoạch và không phải làm việc quá sức. Nhưng để tìm ra nhu cầu cơ bản, bạn phải tự hỏi tại sao bạn thật sự muốn nói không. Đằng sau việc bạn muốn đi chơi xa là việc bạn muốn củng cố mối quan hệ vợ chồng, và sâu hơn nữa là những nhu cầu cơ bản của người thân và người mình yêu. Đằng sau việc bạn muốn giữ những kế hoạch của mình là nhu cầu cơ bản về tự chủ và quyền quyết định vận mệnh của chính mình. Đằng sau cảm giác giận dữ vì phải làm việc nhiều là nhu cầu căn bản về sự tôn trọng. Một giám đốc bán hàng từng tham gia hội thảo của tôi đã gặp khó khăn khi nói không với khách hàng lớn nhất của mình, người liên tục ép anh phải giảm giá. Tôi đã hỏi anh điều gì ẩn giấu dưới việc nói đồng thuận. Duy trì nguồn thu nhập ổn định, anh trả lời. Nhưng tại sao? Tôi hỏi dồn anh. Lợi nhuận, anh đáp. Nhưng tại sao anh muốn những khoản lợi nhuận đó? Tôi lại hỏi. Để tất cả chúng ta đều có việc làm, anh nói, và chỉ về phía các đồng nghiệp. Và tôi có tiền nuôi cả gia đình. Tất cả đều về những nhu cầu cơ bản này. Câu từ chối của anh giám đốc bán hàng đối với đòi hỏi của khách hàng đã trở nên dứt khoát hơn, vì nó xuất phát từ những điều mà anh yêu quý nhất. Việc đào sâu khám phá những nhu cầu của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Càng đào sâu, bạn càng có nhiều khả năng đến được gốc rễ của vấn đề. Nó sẽ giúp cho lời từ chối của bạn có cơ sở vững chắc hơn. Để khám phá những nhu cầu của mình, bạn hãy lắng nghe cảm xúc của bản thân. Những cảm xúc này cũng có trí thông minh, là ngôn ngữ mà những nhu cầu căn bản của bạn dùng để báo hiệu rằng chúng không được đáp ứng. Nỗi sợ hãi cảnh báo chúng ta trước những mối đe dọa tiềm tàng. Cơn giận cho chúng ta biết có gì đó sai trong tình hình hiện thời và cần sửa chữa. Cảm giác có lỗi cảnh báo chúng ta nhạy cảm với những mối quan hệ quan trọng. Cảm giác bất an cảnh báo rằng thỏa thuận chúng ta đang ký kết cần phải xem xét lại.
Nếu chúng ta lắng nghe những cảm xúc này, chứ không phải là phản ứng lại chúng, chúng ta sẽ thu được những lợi ích lớn. Điều này bắt nguồn từ kinh nghiệm của chính tôi. Tôi đã học cách lắng nghe cảm xúc của mình khi tôi gặp phải một vấn đề quan trọng, như có nên chấp nhận làm một công việc nào đó không. Tôi nhận thấy những cảm giác này vô cùng chính xác. Chúng cho tôi biết những nhu cầu của mình mà tôi chưa nghĩ tới. Ví dụ như, nếu tôi cảm thấy khó chịu khi phải chấp thuận một dự án mới, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải coi nhẹ nhu cầu dành cho gia đình hay bản thân. Hãy coi tâm tư tình cảm của bạn như những tấm biển báo, chỉ cho bạn những nhu cầu cốt lõi, thay vì là kẻ thù. Những tâm tư của bạn có thể trở thành đồng minh và có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời đồng thuận. Khám phá ra các giá trị của bản thân bạn. Đồng hành với các nhu cầu làm bạn bị ảnh hưởng là các giá trị thôi thúc bạn. Các giá trị là các nguyên tắc và niềm tin dẫn đường cho cuộc sống của bạn. Chúng được gợi lên bằng những câu đại loại như luôn hành động chính trực hay hãy đối xử với mọi người công bằng. Trong nhiều giá trị biến thiên từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác, từ cá thể này sang cá thể khác, thì có một số giá trị nhất định được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm sự lương thiện, tính chính trực, lòng tự trọng, sự khoan dung, sự tốt bụng, tình đoàn kết, sự công bằng, lòng can đảm và hòa bình. Các giá trị có thể là động lực mạnh mẽ giúp bạn nói không. Mọi người thường cảm thấy dễ dàng hơn khi dựa trên quan điểm nhân danh một điều gì đó lớn lao hơn là khi dựa trên quan điểm của mình. Đây là câu chuyện về Sharon Watkins, nhân viên của tập đoàn Enron. Cô đã can đảm viết một bản thông điệp gửi tới Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kenneth Lay. Trong đó, cô thể hiện sự lo lắng của mình về hoạt động kế toán vô nguyên tắc và bất hợp pháp đang diễn ra trong công ty, và cảnh báo rằng công ty có thể bị cuốn vào một làn sóng bê bối về kế toán. Không ai chú ý đến bản thông điệp này, và sau đó tập đoàn khổng lồ trong ngành năng lượng đã bị phá sản và bị điều tra hình sự, khiến hàng nghìn nhân viên vô tội bị mất việc làm và thu nhập. Mặc dù không thể cứu được Enron, nhưng hành động can đảm đứng lên bảo vệ lẽ phải của Chevron đã được đông đảo mọi người biết tới. Cô được tạp chí Time bình chọn là người tiêu biểu của năm và là hình mẫu khích lệ những người khác hành động để đề phòng những Enron khác trong tương lai. Trong việc nói không với hoạt động kế toán vô nguyên tắc và bất hợp pháp ở Enron, Sharon Watkins đã nói có với các giá trị trung thực và chính trực của mình, mặc dù cô biết là mình sẽ bị đuổi việc. Không có sự lựa chọn giữa việc Sharon có nên gửi bản thông điệp đó hay không. Nếu biết nó phải nói điều gì đó, mẹ cô cho tờ Bưu điện Washington biết, câu chuyện của Sharon Watkins chứng minh việc khám phá các giá trị cốt lõi của bản thân có thể mang lại động lực cần thiết để đưa ra một lời nói không tích cực và dứt khoát. Hãy luôn tìm tòi. Khi bạn khám phá được những nhu cầu và giá trị của bản thân, sẽ rất có ích nếu bạn tự hỏi điều gì thật sự có ý nghĩa, đâu là ưu tiên thật sự của mình. Việc nói không thường kéo theo sự ngờ vực chính mình và sự lo lắng. Bạn sẽ tự hỏi, thật sự mình có thể làm được việc đó không? Và nếu mình nói không, mình có thể tiếp tục làm vậy không? Để đương đầu với sự cắn rứt lương tâm, việc đào sâu tìm hiểu chính bạn, bản ngã của bạn là rất cần thiết, chắc chắn và thuyết phục nhất. Như trường hợp của John, một ví dụ được nhắc đến ở phần đầu, anh đã đào sâu tìm tòi để có lòng tự trọng nói không với cha mình. Bạn cũng có thể làm vậy để có được sự tự trọng và nói không. Hãy luôn tìm tòi, đâu là mục đích thật sự của bạn? Điều gì sự thật và là đúng đắn đối với bạn? Thông điệp nào mà trái tim và tâm hồn bạn luôn muốn gửi gắm? Một người quản lý thâm niên mà tôi biết đã nhận được một lời đề nghị thăng tiến rất hấp dẫn trong công việc, nhưng ông ta sẽ phải đi xa gia đình. Tôi có các con nhỏ, ông ta kể với tôi. Vì thế, mặc dù rất tiếc khi bỏ qua cơ hội này, nhưng tôi vẫn phải nói không. Ông nói không để có cơ hội ở gần các con. Con cái là điều quan trọng với ông. May mắn là không lâu sau đó,
ông nhận được một công việc khác mà ông làm việc gần nhà. Cách này không chỉ áp dụng cho từng cá nhân riêng lẻ mà cho cả lãnh đạo tổ chức hay quốc gia. Những người phải nhận thức được đâu là ưu tiên thật sự. Đây cũng là thách thức mà James Bourque, chủ tịch công ty dược phẩm Johnson & Johnson, gặp phải khi biết có một đứa trẻ và 6 người lớn đã tử vong do uống thuốc Tylenol. Dường như ai đó đã pha loại cyanua chết người vào những viên thuốc con nhộng này và để nó trong giá bán hàng. Tylenol là sản phẩm mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty, chiếm tới 35% thị phần thuốc giảm đau được bán không kê đơn. Câu hỏi đặt ra là có nên thu hồi số thuốc này trên quy mô toàn quốc không? Rất nhiều chuyên gia trong và ngoài công ty cho rằng vụ việc chỉ xảy ra trong khu vực Chicago và việc đầu độc này không phải do lỗi của Johnson & Johnson. Nhưng Bourque và các đồng sự biết chính xác mình phải làm gì. Họ yêu cầu toàn bộ hệ thống phân phối sản phẩm phải thu hồi hết số thuốc trong các quầy hàng của các nhà thuốc và cửa hàng dược phẩm. Hơn thế nữa, họ đề nghị đổi tất cả số thuốc con nhộng Tylenol mà người dân đã mua lấy loại Tylenol viên trong vỉ. Quyết định này được đưa ra ngay lập tức và tiêu tốn của công ty 10 triệu đô la. Thực tế là công ty đã nói không với việc tiếp tục bán Tylenol cho đến khi chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho khách hàng. Lời nói không, can đảm và sáng suốt này xuất phát từ đâu? Như Bourque và các đồng sự giải thích, nó xuất hiện ngay khi họ xem bản cương lĩnh cho công ty do vị chủ tịch nhìn xa trông rộng của Robert Wood Johnson viết 40 năm trước. Chúng ta nhận thức được rằng trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là đối với các bác sĩ, y tá và bệnh nhân, với những người mẹ, người cha và với tất cả những ai sử dụng sản phẩm của chúng ta. Tất nhiên, lợi nhuận rất quan trọng, nhưng cũng chỉ đứng thứ hai sau sức khỏe và sự an toàn của khách hàng. Biết và tin vào những giá trị cốt lõi này, tập thể công ty biết phải làm gì và những gì sẽ đến sau quyết định thu hồi sản phẩm. Còn hậu quả, trái ngược với lẽ thường là nhãn hiệu Tylenol sẽ không thể phục hồi sau tai họa này. Nó đã được bán trở lại chỉ trong vòng vài tháng sau đó với tên cũ trong một loại chai bảo vệ và đạt được sự phục hồi doanh số và thị phần đáng ngạc nhiên. Điều lẽ ra đã trở thành thảm họa phá hoại lòng tin của công chúng vào Johnson & Johnson thì nay lại góp phần củng cố sự chính trực và uy tín của công ty trong mắt công chúng. Vì thế, khi bạn chuẩn bị nói không, việc noi gương James Bourque và xem xét lại sứ mệnh căn bản và giá trị cốt lõi sẽ mang lại hiệu quả. Đừng chỉ nghĩ về những lợi ích trước mắt và mong muốn hiện thời, mà hãy nghĩ về những lợi ích lâu dài. Chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng khi lắng nghe phần thiện trong con người ta. Như một câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln, giống như Bourque và các đồng sự đã làm. Việc tìm ra ngọn nguồn của lời nói không và liên hệ với chúng là mục tiêu. Bạn càng đi sâu tìm hiểu về điều bạn đồng thuận là tất cả những gì bạn đồng thuận, bạn sẽ càng nói không dứt khoát. Hãy kết tinh những điều bạn ủng hộ. Bây giờ, bạn đã khám phá được điều mình thật sự mong muốn, nhu cầu và giá trị của bản thân. Bạn có thể kết tinh nó thành câu nói có hiệu quả. Câu nói có là mục đích bảo vệ và phát huy lợi ích cơ bản của bạn. Bạn xuất phát từ những nhu cầu, giá trị và dự định là điểm đến của bạn. Mục đích bổ sung yếu tố cam kết vào mối quan tâm của bạn. Bạn không chỉ có những mối quan tâm, bạn phải cam kết thực hiện chúng. Sức mạnh thật sự không phải là sức mạnh thể chất. Nó có được từ một ý chí không thể bị khuất phục. Mahatma Gandhi đã nói như vậy. Có vài điều trong cuộc sống này cũng mạnh mẽ như một dự định rõ ràng. Những mục đích mạnh mẽ nhất rất tích cực. Chúng ủng hộ chứ không chống đối bạn. Hãy nghĩ tới Nelson Mandela, người đã dành 40 năm đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi. Nhan đề cuốn tự truyện của ông cho thấy mục đích tích cực đã giúp ông trải qua hàng thập kỷ đấu tranh và tù tội. Ông quyết định không đặt tên cho cuốn sách hồi ký của mình là Sải bước rời khỏi Apartheid, mà là Sải bước tới tự do. Cam kết lớn nhất của ông không phải là chống lại chủ nghĩa Apartheid, mà là ủng hộ tự do.
tự do cho bản thân ông, người dân đất nước ông, và thậm chí cho cả những kẻ thù của ông. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Kết tinh thành mục tiêu duy nhất. Mục tiêu của bạn không phải là điều bạn nghĩ ra, mà là điều bạn kết tinh từ những mối quan tâm, nhu cầu và giá trị. Điều có thể mang lại sức mạnh cho lời nói không của bạn chính là việc kết tinh tất cả những động lực thành một mục tiêu tập trung duy nhất, lời nói có. Nếu như mục tiêu của bạn là rễ cây, thì gốc cây, nơi các rễ cây mọc ra, là mục tiêu của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách lập ra một danh sách các mối quan tâm khiến bạn muốn nói không. Sau đó, tổng hợp lại trong một cụm từ nói lên đúng nhất bản chất của chúng. Với trường hợp của John, người nói không với người cha độc đoán, cụm từ đó là lòng tự trọng. Đối với trường hợp người họ hàng của tôi, người nói không với rượu, cụm từ đó là hãy ở bên các cháu của mình. Hãy tự hỏi chính bạn, mình thật sự đại diện cho điều gì? Điều gì còn quan trọng hơn cả giá trị và nhu cầu mà mình cần phải bảo vệ? Đó là hạnh phúc, sự sung túc của gia đình, nhãn hiệu hàng hóa của công ty, sự chính trực của bản thân hay một điều gì khác? Với trường hợp của vị lãnh đạo một hệ thống khách sạn hàng đầu thế giới, câu nói có là dành cho thương hiệu của khách sạn. Ông chủ của một khách sạn nằm trong chuỗi khách sạn Carib đòi hỏi có ngoại lệ cho chuẩn tên khách sạn khi việc xây dựng khách sạn mới gần hoàn thiện. Vị lãnh đạo nói không, không chỉ đơn thuần về mặt sách lược, mà ông nhận thức được tên khách sạn là tài sản chính của công ty. Sau đó, ông giải thích cho tôi, tên khách sạn sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không gắn nó với chuẩn của ta. Bằng việc khám phá và kết tinh điều mình đồng thuận, ông đã không gặp khó khăn khi nói không với người chủ kia. Lý do tại sao ông và những người khác muốn tên khách sạn của chúng tôi xuất hiện trên khách sạn của các ông và là vì chúng tôi không có ngoại lệ cho chất lượng. Vì mục tiêu của bạn thường là chung chung, nên sẽ rất hữu ích nếu bạn có những nét đặc trưng bằng cách mường tượng ra kết quả tích cực. Nó sẽ giúp cho bạn hoàn thành mục tiêu của mình. Bạn hãy tự hỏi mình, có giải pháp nào có thể đáp ứng được những mối quan tâm của tôi không? Hãy thật tỉnh táo để hình dung ra kết quả mà bạn muốn đạt được, như một vận động viên thường làm trước mỗi cuộc thi đấu. Nó chính xác sẽ như thế nào nếu người khác tôn trọng những nhu cầu của bạn? Việc hình dung cụ thể này giúp bạn có được sự tự tin và chắc chắn mà bạn cần có để thành công. Nó giúp bạn viết ra những mục đích và thậm chí là thông báo cho bạn hay đồng nghiệp của bạn. Nó sẽ nhắc bạn nhớ đến cam kết với bản thân. Phân biệt giữa liệu có nên và làm thế nào. Đôi khi bạn chợt nhận ra mình đang nghĩ ta đang muốn nói không, nhưng ta không thể tưởng tượng ra việc nói không với mẹ hay sếp của mình hay bạn của mình. Chúng ta sẽ làm hỏng mục tiêu nói không của mình trước cả khi nói ra với người khác. Tôi không biết nói không như thế nào. Bạn có thể tự nhủ với bản thân khi một người bạn thân nhờ bạn giúp một việc nào đó. Lúc đó, bạn không có thời gian, nhưng tâm trí bạn lại ngập tràn trong những suy nghĩ mình có lỗi và sợ rằng nói không thì không đủ sức thuyết phục. Bởi vậy, bạn từ bỏ và nói ok. Rồi sau đó bạn cảm thấy tiếc nuối, oán trách và giận dữ vì nói có là điều cuối cùng bạn muốn làm vào thời điểm đó. Đối với nhiều người, điều này xảy ra hàng ngày. Nó xuất phát từ việc lẫn lộn giữa liệu có nên làm gì đó với làm việc đó như thế nào. Chúng ta lẫn lộn giữa câu hỏi liệu có nên nói không với câu hỏi chúng ta sẽ nói không như thế nào. Vì câu hỏi làm thế nào dường như là không thể. Câu hỏi liệu có nên dường như đã được định sẵn. Thật sự, chúng ta thường hợp lý hóa bản thân để cảm thấy tốt hơn. Đối với mình thế là ổn, mình không thật sự cần thời gian cho riêng mình. Tuy nhiên, có một giải pháp thay thế, nó giúp phân biệt giữa liệu có nên và làm thế nào trong việc bạn đưa ra quyết định. Hãy làm rõ mục tiêu thật sự của bạn
trước khi bạn cân nhắc điều mình muốn thật sự làm trong tình huống này. Khi câu hỏi liệu có nên được trả lời, bạn có thể xem xét đến câu hỏi làm thế nào. Hãy biến các cảm xúc của bạn thành quyết tâm. Một khi bạn đã xác định rõ mục tiêu, bạn cần nạp năng lượng cho nó. Năng lượng đó có thể lấy từ tâm trạng được kiểm soát tốt của bạn. Ngoài tư cách là một tín hiệu cảnh báo về một nhu cầu không được đáp ứng, tâm trạng có một chức năng quan trọng. Chúng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động, thúc đẩy chúng ta có hành động phù hợp để bảo vệ những mối quan tâm cốt lõi, mang lại cho chúng ta lòng can đảm và kiên quyết. Tâm trạng, nếu được kiểm soát, có thể mang lại sức mạnh to lớn. Vì thế, thay vì để cho tâm trạng chi phối mình, hãy khống chế và biến chúng thành quyết tâm. Ý chí để nắm được những mối quan tâm không được đáp ứng và phát huy những giá trị tiềm ẩn của bạn. Mục đích tích cực của bạn không phải đến từ hư vô, mà chuyển biến từ tâm trạng của bạn. Không ai hiểu và thể hiện quá trình chuyển biến này giỏi hơn Mahatma Gandhi. Ông không hề sử dụng vũ khí và lực lượng vũ trang, mà vẫn chấm dứt được ách đồ hộ kéo dài hàng thế kỷ của đế quốc Anh ở Ấn Độ. Bí mật của ông: tôi đã học được từ kinh nghiệm cay đắng bài học lớn nhất về kiềm chế cơn giận. Nếu nhiệt chuyển hóa thành năng lượng, thì cơn nóng giận được kiểm soát cũng có thể biến thành sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới. Để biến những tâm trạng tiêu cực thành những mục đích tích cực, trước tiên, bạn phải quan sát và chấp nhận tâm trạng của mình, lần lượt tìm về ngọn nguồn của chúng và những nhu cầu, mối quan tâm không được đáp ứng. Hãy dõi theo sự biến đổi của tâm trạng từ tiêu cực thành tích cực khi lắng nghe cảm xúc của mình. Rồi sau đó, như Gandhi khuyên, kìm nén năng lượng của bạn. Nói cách khác, hãy kiềm chế, đừng phản ứng bốc đồng, vì chỉ lãng phí nguồn năng lượng quý giá của bạn. Bước cuối cùng, kiên quyết giải tỏa nguồn năng lượng cảm xúc, có mục đích và đúng lúc. Sử dụng nó làm nhiên liệu cho hành động phù hợp, chứ không phải là phản ứng. Hãy để nó là một nguồn năng lượng liên tục thúc đẩy cho lời nói không của bạn. Năm 12 tuổi, Gandhi đã dạy tôi rằng cơn giận cũng có ích và mạnh mẽ như điện vậy. Arun, cháu trai của Mahatma Gandhi đã viết: nhưng chỉ khi chúng ta sử dụng nó khôn ngoan, chúng ta phải học cách tôn trọng cơn giận dữ như với điện vậy. Về bản chất, không có cảm xúc nào là tiêu cực, chỉ có những cảm xúc bị biến thành tiêu cực. Nhưng cũng rất dễ chuyển thành tích cực. Những cảm xúc như sợ hãi và giận dữ có thể không mang tính chất xây dựng hoặc có, tùy thuộc vào cách bạn xử lý. Đó là điều tôi đã học được qua những cuộc họp bàn rất căng thẳng ở Venezuela. Vào thời gian đỉnh điểm căng thẳng chính trị ở Venezuela năm 2003, thời điểm mà nhiều nhà quan sát quốc tế lo sợ sẽ nổ ra một cuộc nội chiến, Liên Hợp Quốc đã mời tôi làm người điều khiển cuộc họp kéo dài một ngày giữa những người đại diện của nhân dân, bao gồm những người ủng hộ và địch thủ của Tổng thống Hugo Chavez. Cuộc họp mở cửa cho tất cả mọi người. Địa điểm là một nhà hát cũ ở khu vực buôn bán của Cazarat với sức chứa 500 người. Đã có gần 1.000 người đến dự và lực lượng cảnh vệ quốc gia đã được huy động vì lo ngại bạo lực có thể bùng phát giữa các nhóm ủng hộ. Tất nhiên, bầu không khí trong phòng họp rất đáng sợ và căng thẳng. Sau lời giới thiệu của một vài vị chức sắc cao cấp nước ngoài, tôi được trao lại sân khấu để điều hành cuộc họp. Dựa vào trực giác, tôi đề nghị những người tham gia tự hình dung cụ thể về mức độ tàn phá do các cuộc xung đột gây ra. Một vài người họ biết đã chết hoặc bị thương, mất việc làm, quan hệ với bạn bè và gia đình, cơn ác mộng của bọn trẻ, bất kỳ điều gì xảy ra với họ. Sau đó tôi lại hỏi họ, các anh dùng từ nào trong tiếng Tây Ban Nha để nói không với bạo lực chính trị? Một vài người đưa ra từ basta, đủ rồi. Tôi nói, được rồi, tôi muốn xin các vị một đặc ân là cho tôi nghe tiếng nói của người dân Venezuela. Một giọng nói mà đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Tiếng nói của sự sáng suốt. Tôi đề nghị các anh giữ nguyên hình dung của mình về cuộc xung đột và cùng nhau hô thật to từ basta với tất cả cảm xúc của mình. Các anh sẽ thực hiện điều đó chứ? Họ gật đầu.
tiếng basta vang lên khắp phòng. Nhưng tôi vẫn thấy có sự e dè, có thể là do nhút nhát, nên tôi yêu cầu họ lặp lại một lần nữa. Họ làm theo và lần này rất to. Tôi yêu cầu họ làm thêm lần cuối. Và lần hô basta thứ ba thì cả nhà hát đã thật sự rung chuyển. Bầu không khí trong nhà hát lúc đó đã thay đổi rõ rệt. Những cảm xúc sợ hãi và giận dữ tiêu cực đã chuyển thành mục tiêu tích cực, giúp chấm dứt tình trạng hỗn loạn do xung đột. Như để củng cố thêm, ngay chiều hôm đó, những người tham gia đã lập ra một ủy ban đấu tranh vì hòa bình cho Venezuela. Họ gặp gỡ hàng tuần và tổ chức đối thoại. Các nhà hát trên đường phố, radio, chương trình TV, chương trình học ở trường và các vũ điệu khiêu vũ của giới trẻ đều được sử dụng để làm giảm tình trạng căng thẳng và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. 3 năm sau, khi tôi đang viết cuốn sách này, các hoạt động vẫn diễn ra sôi nổi và chuyển biến thành một phong trào xã hội mang tên Aquí Cabemos Todos. Có nghĩa là ở đây tất cả chúng tôi đều hòa hợp. Họ đã tạo ra sự khác biệt thật sự trong chính cuộc sống và đất nước mình. Bài học là bạn sử dụng cảm xúc để khiến mình nói không và đứng lên bảo vệ điều mà bạn cho là quan trọng. Sự lo lắng, sợ hãi và giận dữ có thể mang lại cho bạn một nguồn năng lượng khác, giúp bạn tạo nên sự thay đổi. Nếu bạn lắng nghe chúng cẩn thận và thay vì hành động vội vàng, những cảm xúc này sẽ trở thành đồng minh của bạn. Nó có thể cho bạn lòng can đảm để nói không. Một câu nói không, dứt khoát, mạnh mẽ, tự tin. Khám phá điều bạn ủng hộ. Việc khám phá điều bạn đồng thuận có 3 lợi ích. Mang lại cho bạn cảm giác về phương hướng. Bạn biết mình đang đi đến đâu với lời nói không. Cho bạn sức lực. Bây giờ bạn đã có nguồn nhiên liệu để nói không và duy trì nó khi gặp sự phản đối. Đặt cho bạn một nền tảng tích cực. Lời nói không của bạn là cho nhu cầu của bạn, chứ không phải là chống lại người khác. Thay vì việc bác bỏ người khác bằng cách nói không, hãy nói có với những gì bạn quan tâm nhất. Giờ đây, bạn đã tìm ra điều bạn đồng thuận. Đã đến lúc tạo sức mạnh cho lời nói không của mình. Đó cũng là chủ đề của chương sau. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của cuốn sách Lời từ chối hoàn hảo. Các phần tiếp theo sẽ được phát sóng vào lần sau trên kênh YouTube Kết nối sách. Cùng đón xem nhé. Tôi là Tràng Mưa của Radio Kết nối. Xin chào và hẹn gặp lại.